Mới sáng sớm mà cậu đi siêu thị về rồi hả Nhiều như vậy chắc mệt lắm ho Không sao đâu mà Mình đi sớm đặt xe đạp không khí trong lành thoải mái lắm Hôm nay ba cậu sẽ được xuất viện có phải không hả Mình hồi hộp quá chừng Sáng giờ tim muốn rớt ra ngoài luôn á Dữ vậy sao ừ. <laughs> một lát nữa anh chê ức với chanh kia sẽ chở ba về nhà Bác sĩ cũng hết hồn Nói ba tỉnh lại được đúng là một phép màu đó nho Mình cũng thấy vậy đó Cứ nghĩ chuyện ba về nhà hôm nay Giống như một giấc mơ vậy đó <laughs> Con đã xong việc thuyết trình các cách nấu bên bộ phận cửa hàng rồi hả? Dạ, xong việc con về đây liền vì có cuộc họp bên phòng quảng cáo. <laughs> Mặc dù con chỉ nhậm chức với giám đốc rồi đề cử, thì con mới ngồi vào vị trí giám đốc đó. Nhưng mẹ nghĩ, Miso à, con nên quay lại vị trí giám đốc ở công ty CK làm thì hơn. Mặc dù con cũng đang làm một đội trưởng tuyệt vời của phòng quan hệ công chúng nhưng mà... Vị trí đó của công ty CK hiện tại chỉ có mẹ mà thôi. Mà hơn nữa con hiện tại rất yêu thích công việc quảng bá sản phẩm công ty bằng cách dạy nấu ăn cho mọi người. <laughs> được rồi, Miso à. Dạ. Mẹ biết con chia tay Kim Su cũng đã lâu lắm rồi. Con không nghe tin tức gì của Kim Su đúng không? Dạ. Sau khi đợt điều tra công ty tesan chấm dứt, mẹ nghe cậu ta ra riêng. Mở một văn phòng luật sư làm việc ở Seychelles Đông. Mẹ cũng rất tò mò dạo này Kim Su sống ra sao. Nhưng mà mẹ không đủ can đảm đi gặp cậu ta một mình được. Kiêu Su đã thành luật sư công biện hộ cho người dân. Nghe nói đã giúp được rất nhiều người đó. Giấc mơ của anh Kimsu Su là giúp đỡ nhiều người nghèo khó không thể tự về được. Có thể hoàn thành giấc mơ từ hồi nhỏ đó. Thật đúng là may quá. Tuyệt quá rồi mẹ. Miso à, con thật sự không muốn tới gặp lại Kiêu Su lần nữa hay sao? Ờm, um, dạo này sao rồi mẹ? Em ấy vẫn đang điều trị tốt chứ. Mẹ đang tính cùng Hedion thăm ba nó. Ba Hedion cũng nhớ con bé rất nhiều mà. Cũng lâu lắm rồi. Cả gia đình mẹ mới lại gặp nhau ha Mà đúng rồi. Hedion nói là nó rất cảm ơn chị của nó. Nó nhắn con hãy tới thăm nó nhiều nhiều. <laughs> nó sẽ khỏe hơn nhiều nhờ con đó. Con biết chưa? Ủa mẹ? mẹ tới có chuyện gì không à tới gặp phó tổng giám đốc thôi mà thiện đó đi gặp miso một thể à, mẹ thật sự mặc cái áo nhà máy đó đi khắp in trên này luôn hay sao ừ mẹ phải ăn mặc như vậy nhìn mới giống công dân chăm chỉ làm việc chứ <laughs> mẹ đúng là thiệt tình gặp miso làm gì chứ là con gái ruột phó tổng đó minh à chúng ta từ bây giờ trở đi phải đối xử tử tế với dù miso đó nhờ cô ấy mà mẹ mới làm quản lý nhà máy in trên có được công việc này <laughs> mà con cũng vậy vị trí con có bây giờ con không bị đuổi khỏi vị trí của mình cũng đều nhờ miso hết luôn đó à nè lâu rồi chúng ta mới gặp cùng đi gặp miso đi từ từ đi mẹ miso dạo này bận rộn lắm từ khi thành đội trưởng bên đó suốt ngày cô ấy phải đi giảng các lớp nấu ăn và phải nấu ăn ở trung tâm văn hóa không có thời gian để mà gặp gỡ mình đâu chị miso trong khi à ba đã về nhà rồi nè <laughs> Chào mừng ba về nhà ừ. Ba ơi ba, có thấy mệt không? À, không không, ngồi xuống đi Rốt à, cuộc thì ba cũng về nhà được rồi Ba, à, ba ngồi xuống cho đỡ mệt đi à, ừ. Ba ơi ba, ngồi xuống đây đi cho đỡ mệt nè ba Được rồi, tất cả cùng ngồi đi à, rồi. trời, ngồi xuôi. đi, ngồi đi Ê. À. <laughs> Ba Kỷ niệm ba xuất diện, mọi người làm bữa tiệc chúc mừng ba về nhà đó. Trời ơi, bài vẽ quá. À. Mấy đứa đâu cần phiền phức vậy chứ. <laughs> sơ và dạ con muốn nấu một bữa hoành tráng lớn hết cỡ, lắp đầy bàn. Chào mừng ba về đó. Nên ba phải ăn nhiều vào nha. Được, <laughs> ăn thôi. Ủa, nhưng mà trong khi à, nãy giờ cháu... Dạ? Chú chưa đồng ý chính thức cho hai đứa kết hôn gì đâu nha. Sao nãy giờ cháu luôn miệng gọi ba ơi ba, ba ngồi đây rồi ba ăn đi. Vậy là sao? Thì tình... Cần bọn con nói với ba rồi mà bọn con đã đến hôn lúc ba vẫn còn nằm bất tỉnh đó dạ đúng vậy đó ba là người làm chứng cho tụi con đến hôn với nhau đó mà tụi con cũng đã định ngày kết hôn rồi tiền đặt cọc cũng đều đưa người ta rồi bây giờ không lấy lại được đâu ba 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 có đồng ý không ba trong khi làm con dâu của ba được không mm. Dĩ nhiên là ba rất vui lòng. <laughs> Dù Tranh Kỳ là con trai của ba, nhưng mà nó không hề bằng Chung hy chút nào hết. Con dâu xinh đẹp của ba, cảm ơn con. <laughs> cảm ơn ba. À, đúng là lâu lắm rồi, cả nhà mình mới tụ hợp lại, thiệt vui quá trời. Ê, mấy đứa nhất định đã vì ba mà cực khổ dữ lắm ha. Ba rất xin lỗi tụi con, cảm ơn tụi con. Tụi con mới phải cảm ơn ba chứ. Ba phải phục hồi rất mệt mỏi, nhưng không bỏ cuộc ở lại với tụi con. <laughs> Cũng vì cái thằng quỷ này nè, mà ba phải cố gắng hồi phục hết sức để đứng dậy đó. Mỗi lần ba mệt mỏi quá, muốn bỏ cuộc hết, nó lại xuất hiện trước mặt ba rồi nói Ba ơi ba, làm gì vậy ba? Ba ơi ba, cố thêm chút nữa đi. Làm gì phải làm hết, dữ dằn lắm luôn. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Cảm ơn anh. <laughs> nhưng mà có một chuyện ba vẫn luôn không hiểu bữa giờ ừ ông su sao sao lại không thấy vậy có chuyện gì xảy ra với nó hay sao à, luật lu, lu, luật sư xeo kêu ông su bận rộn quá không dứt ra được thôi nên anh ấy mới mới không qua được à, nhưng mà kêu ông su nó không phải bận quá sẽ không qua đây được đâu dù có bận làm tới cỡ nào sao nó có thể không tới bệnh viện thăm ba một lần được chứ à. Nhìn bà sốt sắng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với ung Su nữa. Anh thật sự không đành lòng. Thời gian qua, ba cũng liên tục hỏi em hoài. Sao anh Kiyong Su vẫn không ghé qua? Ngay kỳ ba, vừa tỉnh dậy cũng vậy đó. Điều ba hỏi đầu tiên là anh Kiyong Su sao rồi? Có tìm được hay chưa? Bà cũng hỏi anh. Miso à, Bây giờ sức khỏe của ba đã hồi phục lên nhiều rồi. Không phải bây giờ em nên gặp luật sư Seo sao? Đây cũng chính là lúc cả hai nên bắt đầu lại từ đầu. Vậy sao? Em cũng không chắc nữa anh à. Nói khoảng thời gian một năm, ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng với em, dài như cả một đời vậy. Em luôn sống trong sợ hãi Không biết là ba có tỉnh lại hay không Bây giờ mặc dù ba đã tỉnh lại rồi Nhưng không có một ngày nào Em không căng thẳng vì sức khỏe sau này của ba Em phải trải qua cả năm trời như vậy Em nghĩ anh Kim cũng giống như em thôi Mặc dù anh ấy không liên lạc với ai cả năm nay rồi Nhưng tin bà xuất diện Chắc anh ấy đã nghe được Vì vậy, vậy nên em mới càng phải đi gặp anh ta Luật sư sao Không chừng vẫn đang đợi miso của mình tìm tới đó mà hơn nữa, tin tức ba được xuất diện, chính em nên đi thông báo thì tốt hơn. Được rồi, em sẽ suy nghĩ thử. Đúng rồi anh à, anh không nghe tin hay liên lạc gì với Na Dân sao? Ồ, à. không có. Rốt cuộc tỷ hai Na Dân đã đi đâu rồi chứ? Lúc em gặp Na Dân, Dương... Ngày mà do tới bệnh viện để thăm ba em Vì lo cho ba em đó Em hôm đó Cảm thấy Đa Dân rất thật lòng Thực sự Cảm thấy cô ấy sẽ đi tới cảnh sát tự thú Nhưng tới bây giờ Vẫn không hề nghe tin tức gì của cô ấy hết Em Sợ không biết có tai nạn gì xảy ra với cô ấy rồi không Em rất lo đó Chắc là có chuyện gì đó mà thôi Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Anh luôn mong muốn được tới đây cùng em. Để chúng ta có thể nhìn thấy tia sáng cực quan như tấm hình này. Từ này có nghĩa là ánh sáng của bình minh trong tiếng Latin anh muốn đi tới đó cùng với em trong ngày mùa đông nhìn thấy ánh sáng lấp lánh này Nayong à, anh tới rồi nè. Anh tới rồi sao? Còn mua hoa nữa. Anh mua hoa tặng em sao? Anh mua hoa tới cho em. Em có thích nó không? <laughs> em thích lắm. Hoa rất đẹp đó anh. Anh vừa mới tới nhà Miso về. Ba Miso đã được xuất diện rồi. Vậy sao? Thật là tốt. Miso vẫn khỏe chứ ha anh? Miso rất lo lắng vì không nghe tin của em. Anh không thể nói cho Miso biết. Em đang nằm ở đây. Em làm anh khó xử phải không? Em xin lỗi. Con bé này. Em cảm thấy có lỗi đúng không? Vậy hãy nhanh tỉnh lại đi Nayon à. Nayon à. Một khi em tỉnh lại, Em muốn làm gì anh đều chiều em hết. Em muốn đi tới đâu, anh sẽ chở em đi mà. Cảm ơn anh. Na à, lời hứa anh đã hứa với em, em nhớ không? Anh hứa sẽ giúp em làm lại từ đầu đó. Nhưng em lại nằm hoài như vậy, không chịu dậy thật sự anh không vui chút nào đâu. Em hãy cho anh một cơ hội nữa đi để em có thể cười anh sẽ cố gắng hết sức mình em xin lỗi anh nhiều em thật sự xin lỗi luật sư seo tôi vừa nhận được tin từ y tá của ông bù ờ à, có tin sao y tá nói gì hôm qua ông ấy được xuất viện rồi à, vậy thì quá tốt đúng là quá tốt rồi luật sư seo đã giúp đỡ rất nhiều cô không cho bên gia đình họ biết cố bí mật làm theo cách của mình. Bây giờ tỉnh lại thật là tốt quá. Còn chuyện khác, có ai gọi tới nữa không? Ờ, còn một người nữa. Bạn gái của luật sư lại gọi điện đến đó. Cô ấy không gọi được cho anh nên... À, cô ấy chắc lại bực tức rồi. Bạn gái của tôi đã nói gì vậy? Cô ấy hỏi luật sư có quen ai không? Nếu có thì nói cho cô ấy biết. Dạo gần đây anh có uống rượu hay không? <laughs> anh có thấy cô ấy hơi làm quá rồi không? Cô ấy xăm sâu hơi kỹ nha. Phải không phải là tôi cầm rào. Nhưng bạn gái luật sư làm lộn xộn các công việc của tôi mấy ngày nay. cô ấy cứ gọi điện liên tục một ngày mấy lần. Chỉ để hỏi về anh thôi. Mà tôi thì sợ không dám cúp máy, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng kết hôn đi. Tôi cũng đang cân nhắc nghiêm túc chuyện kết hôn. Dù khiến cho anh khó xử, nhưng nhờ anh bỏ qua cho cô ấy giùm tôi. Dĩ nhiên là vậy rồi, bạn gái của luật sư mà. <laughs> tôi ghé qua bưu điện rồi sẽ đi thẳng về văn phòng ngay rồi quỳnh quang vàng tại canada trải nghiệm thưởng thức quỳnh quang ngày mùa đông tại bề thế giới lạnh nhất cùng nhau ngắm ánh của bình minh đêm phép màu hạnh phúc tại canada <laughs> 가지 길을 하우스고 난 아플 재니까 사랑해서 보내야 할까요? 사랑해서 잊어야 할까요? 그대 없는 하루를 그 아픈 시간을... 자신 없어, 음. 이젠 꺼지겨져. 음. 그대로 너, 하라 안아보겠지. 이주들아 야간 무산도. 가슴이 불 테니까 사랑해서 보내야 할까요 사랑서 잊어야 할까요 그대 없는 하루를 그 Ừ, không có gì mà em không làm được sao Em học làm bánh từ hồi nào vậy Từ khi em còn nhỏ xíu Lúc nào em cũng muốn được làm một cái bánh kem Nhìn thợ làm bánh qua cửa sổ Đồ đội mũ đầu bếp màu trắng Đứng trang trí bánh kem vừa ra lò Từng chút từng chút một Làm em hạnh phúc rất nhiều Anh sẽ giúp em hoàn thành ước nguyện đó trong cuộc đời này 내결라서 잊어야 하겠죠 그대 없는 하루는 그 아픈 시간을 나 혼자 버틸 자신 없어요 사랑하니까 Thời gian qua em vẫn khỏe chứ. Khuôn mặt em nhìn vẫn vậy. Anh Kim Xu cũng không khác hồi trước mấy. Anh giờ này sao rồi? Mà anh... anh... Em hãy nói trước đi. Ba em được xuất viện rồi. Anh biết rồi. Anh vẫn luôn liên lạc với y tá chăm sóc ba em trong bệnh viện. Mọi người vẫn khỏe chứ. Chanh Kỳ và cả Trung Hi. Và còn Chê Hước nữa. Dạ. Hồi trước Chê Hước hay gọi cho anh. Nhưng anh cố tình không nghe máy. Vì anh sợ... Rồi anh sẽ lại nhớ em hơn. Vậy dạ. à? Nhưng mà hôm nay sao em lại tới văn phòng? em có gì muốn nói với anh hay sao ờ um, chỉ là à, em đợi một lát anh đi lấy cà phê qua đây 피부가 맑았다 흐렸다 할때 새로운 에센스를 찾게 돼요 그래서 바이오 진생 인삼에서 얻은 33가지 진세노사이드의 힘 바이오 진생 퍼펙트 에센스 피부 날씨 매일매일 맑은 맛있는 음식이 좋다 음. 코카콜라가 좋다 우와. 하, 하 저거 아! 어, 네. 보자 NS didn't NS 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 Need shopping? NS 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 some shopping 지아야 세상이 너무 매 시브레 슈퍼 세이프티 프로젝트 안전한 시브레를 더욱 좋은 조건에 아이들을 위한 CCTV 기증까지

bạn gái thiên thần Alo, Sana, bây giờ bà đang bận lắm bà gọi lại sau nha. À, Sana, bà thật sự rất muốn tới thăm con, nhưng mà tuần này bà bận lắm. Vậy là ba không tới nữa sao? Xin lỗi con. Khi ba làm xong công việc, thì ba sẽ qua cô nhi viện thăm con gái ba ngay. Ba ơi, dạo này ba có ăn đầy đủ hay không? <laughs> Tất nhiên, ba vẫn ăn rất nhiều mà. Dạo này con lo cho ba lắm, không ngủ được gì hết. Vì vậy nên con lại bắt đầu uống sữa nữa rồi. <laughs> con nói bỏ rồi mà lại tiếp tục uống sao? Sao vậy? Con hỏi, để con lớn thật nhanh con nấu cơm cho bà ăn nữa Tuần này ta nhất định phải tới thăm con ở cô như viện nha ta nhớ chưa bà cũng nhớ sinh hai rất nhiều Được rồi bà sẽ tới thăm con mà Bye bye ba ừ. Bye bye con Cô bé lại gọi cho anh nữa sao Phải Ủa nhưng mà Sao anh lại làm cha đỡ đầu cho siêu hung hai bên cô như viện miso là mẹ đỡ đầu cho cô bé chúng tôi định cùng nhận nuôi cô bé mà dù sao sau khi làm thủ tục tôi đã đồng ý làm cha của sinh ha à, ra là vậy tôi hiểu rồi sao em lại dẫn Heron tới đây vậy? Tôi biết anh cũng nhớ Heron rất nhiều mà. Ba không nhớ con sao ba? Làm gì có ai muốn con mình nhìn thấy bộ dạng này? Heron à, con có khỏe không? <laughs> con làm được cái này đó, đẹp không ba? Tự tay con làm đó ba. Thật sao? Con gái ba tự mình làm hả? Dạ. Dạo này con làm thứ này để quyên góp, gửi cho những đứa trẻ thiếu thốn vật chất, bên bảo trợ xã hội còn gửi quần áo cho chúng nữa. Rất có ý nghĩa phải không ba? Cái này là quà cho ba. Còn thức suốt cả đêm để làm cho ba đó. Được rồi Cảm ơn con Anh à Vẫn chưa ăn gì đúng không Mau ăn cơm đi anh Mọi người ở đây không thể tốn thời gian không lót được Ba Những món ăn này do mẹ với con cùng nhau làm đó ba ba sao vậy ăn không ngon á ba không phải tại vì ngon quá đồ ăn con gái ba tự nấu ngon nhất trên đời vì sao à cậu nói là hôm nay cậu đi gặp luật sư seo có phải không à, mình bận nên không đi gặp được dù có bận cũng nên đi thử xem luật sư seo kinsu không đời nào quen được ai khác đâu chuyện đó Cậu biết mà tại sao còn do dự? <laughs> chắc phải đi ngủ sớm thôi, ba cậu nha. À, quên nữa, Sơn Hà ở cô Nhi gì có gửi thư, mới hôm nay nè. À, chờ một tí nha. À, nè. Sơn Sơn Hà con bé dù chưa gặp cậu lần nào vẫn luôn gửi thư tới cho cậu ha, đúng không? Lần này con bé dễ hình gì cho cậu vậy? Cậu coi thử xem nè, sân hài dạo này dễ đẹp lên nhiều đó. À, để mình coi. À, đúng là nhìn giống cậu với luật sư seo hồi đó đó, khi hai người hứa hẹn với nhau ha. Lúc đó nhìn hai người thiệt là đẹp đôi ghê đó. Những đứa trẻ cô nhi diện, không có ba mẹ bên cạnh nên hay dễ những hình như vậy lắm bộ chúng cũng hay dễ hình đi dễ ngoại với ba mẹ nữa Hồi nhỏ mình cũng toàn dễ vậy quá Thì ra là vậy Nhưng mà Nhìn cô gái trong này nè Nhìn y hệt mi số Trong khi à Mình Đi gặp Sơn Ha thử nha Vậy là cậu muốn đi gặp nhận nuôi Sơn Ha có phải không Mình biết gì He Ram nên cậu luôn chần chừ Nhưng vì mấy ngày trước Mình đi thăm He Ram He Ram nói với mình Mẹ ơi mẹ tới cô như diện thử đi đừng để sơn ha đợi mẹ nữa nó giống như vậy đó vì vậy nên mình muốn tới đó một lần à, chào mừng miso lâu lắm rồi phải không chào viện trưởng con mới tới <laughs> xin lỗi lâu như vậy rồi con mới về thăm viện trưởng nhận đi không đâu thời gian qua nghe nói miso gặp rất nhiều chuyện không hay Thôi bây giờ mình đi gặp Sơn Hà đi Bé Sơn Hà nghe nói Misu tới Dậy từ sáng sớm tắm rửa ăn mặc thật đẹp Chờ con đến Muốn thật đẹp trong mắt con đó Con cũng... Rất muốn được gặp Sơn Hà Con bé đâu rồi ạ Nó ở trong sân đang chờ đó Dạ uh, yeah. <laughs> 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 Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Là <laughs> có tên Sơn ha sao con là con miso phải không nhưng mà sao cô biết con là không Sơn ha vậy cô ừ. vì con y như cô tưởng tượng vậy đó dễ thương quá trời luôn Cất cũng Giờ nhà là biết ngay cô Miso đó Sao mà con biết được chứ Cô giống như con tưởng tượng Y chang không khác gì Cô Miso rất là đẹp Vậy à Thật là may mắn quá Sơn Hà cũng thích cô như vậy Cô rất vui Cô Miso Mình cho trốn tìm đi Cho trốn tìm sao Cô đứng đây nhắm mắt Đếm từ 1 đến 10 Rồi đi tìm con Nhất định phải đếm tới 10 đó nha được rồi, cô biết rồi Cô sẽ đến đến 10 nha Nào, giờ cô nhắm mắt lại đi Một Hai Ba Sơn Hà Con đâu rồi Con trốn đâu cô không nhìn thấy được Sơn Hà, con đâu rồi? Sơn Hà Tôi nghĩ cô nên bôi thuốc vô. Xanh <laughs> Hà, con chạy đi đâu vậy hả? Mà sao con bắt ba phải ngồi ở đây đợi vậy? Chuyện gì cũng có lý do mà. Ba phải tin Xanh ha Ngồi chờ ở đây. Ba chờ thêm một tí nữa. Ba biết chưa? đợi tí cậu quay lại liền à, Sơn Hà đang ở đây hả Cô mi Sơn Giới thiệu cho cô biết bạn trai có Sinh Hà nha Bạn trai Cô có bạn trai rồi sao Ba của Sinh Hà là bạn trai đó tôi nhanh lên Ba của con đẹp trai lắm luôn Ồ oh, Sơn Hà Ba ơi, xin ha mang mẹ tới rồi nè. Anh kêu ông số. Bây à? Cô Miso, cậu cưới ba con lập chồng nha. Câu chuyện trưởng dạy tụi con như vậy, người ta sẽ kết hôn ở đây. Ba ơi, ba cưới cô ấy nha. Cô ơi cô, cô chịu đi cô. Nha. Miso à. Em có đồng ý lấy anh không dạ yeah.